đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Honda Way Alpha trúng biển ngũ quý 9, chốt giá sang tay 900 triệu đồng. Người mua lại chiếc xe này chính là anh Đỗ Trung Hiếu, một trong những người nổi tiếng trong giới sưu tầm xe máy ô tô biển số đẹp ở Hà Nội. Trao đổi với Vietnamnet, anh Hiếu cho biết, ngay sau khi có thông tin chủ xe bấm trúng biển 29C199999 là tôi đã xin địa chỉ và đến nhà hỏi mua lại chiếc xe, nhưng phải mất mấy ngày sau chủ xe mới đồng ý bán lại. Theo anh Hiếu, chiếc Honda Way được anh mua lại với giá 900 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với đồn đoán ban đầu của cộng đồng mạng rằng có người trả mua đến 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, 900 triệu đồng cũng là mức giá rất đắt cho một chiếc xe số bình dân, vốn có giá gốc chỉ xấp xỉ 20 triệu đồng. Đây có lẽ là chiếc Honda Way Alpha biển ngũ quý đắt nhất thị trường hiện nay, bởi từng có nhiều chiếc xe Way Alpha trúng biển số VIP khác, nhưng giá chuyển nhượng chỉ dao động từ 100 đến 300 triệu đồng. Được biết, chiếc xe Way Alpha ngũ quý 9 anh Hiếu vừa mua lại thuộc đời 2022. Mẫu xe này có thị phần khá tốt trên thị trường vì sở hữu thiết kế nhỏ gọn, động cơ tiết kiệm. Xe được trang bị khối động cơ xi lanh đơn dung tích 110cc, làm mát bằng không khí. Anh Hiếu cho biết thêm, chiếc xe hiện vẫn chưa câu bình ắc quy, chưa đổ xăng, vì dự định của anh sau khi mua xe sẽ để trưng bày chứ không chạy. Đây quả thực là tấm biển đỉnh nhất Hà Nội. Mã C1 biển quận Hoàn Kiếm thường đắt hơn biển các quận huyện khác, được dân chơi biển ưa chuộng nhất, anh nói.